Vì sao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất lương hưu tăng 15%? Trong góp ý gửi đến Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về phương án điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của năm 2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất tăng thêm 8% cho người hưởng hưu trí cả khu vực công và tư từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Kinh phí dự kiến là hơn 8.800 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng việc điều chỉnh tăng lương hưu 8% kể từ ngày 1 tháng 7 là phù hợp, mức tăng dựa trên chỉ số giá tiêu dùng 3,35% và GDP đạt 5,05% trong năm 2023, đồng thời cũng sẽ giảm bớt chênh lệch trong thụ hưởng giữa người hưởng lương hưu trước cải cách tiền lương và người hưởng lương hưu từ ngày 1 tháng 7 trở đi. Tuy nhiên, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng việc cải cách tiền lương phải đi đôi với điều chỉnh chính sách lương hưu theo tinh thần, không để người hưu trí rơi vào khó khăn, thiệt thòi hơn khi cải cách. Đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhấn mạnh, khi cải cách tiền lương, mặt bằng chung tiền lương với người lao động cả nước nâng lên mà lương hưu không được điều chỉnh tốt, thì người hưởng rất thiệt thòi, do đó cần tính toán cân đối hài hòa. Nếu mức lương của cán bộ công chức viên chức tăng 23,5% thì ít nhất lương hưu phải tăng 15%.